Sáng ngày 19 tháng 10, khi đào móng để trồng trụ điện tại khu dân cư thôn Mai Xá, xã Do Mai, Do Linh, Quảng Trị, các công nhân phát hiện vật cứng như bom còn sót lại từ chiến tranh. Những tin báo, lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị có mặt xác định chủng loại, mức độ nguy hiểm nhằm đưa ra phương án xử lý. Phối hợp với lực lượng địa phương, công binh đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, cấm biển báo nguy hiểm, tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống xung quanh khu vực di dời đến nơi an toàn. Quả bom tạ nằm ở độ sâu khoảng 1 mét, ngay sát đường bê tông liên thông, nằm giữa khu dân cư đông đúc, cách nhà dân gần nhất chỉ 10 mét. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có một quả bom ký hiệu MK81 nặng 113 kg, dài 1,1 m đường kính 23 cm, có ngòi mũi gãy, đuôi không lắp ngòi nổ, bảo đảm an toàn cho di chuyển. Theo các thông số, quả bom chứa 45 kg thuốc nổ mạnh, sức công phá lớn. Đây là quả bom Mỹ còn sót lại từ chiến tranh quả bom sau đó được công binh di chuyển thành công đến nơi tập kết để chuẩn bị tiêu hủy đúng theo quy định